Hello xin chào tất cả các bạn đã cùng trở lại với channel Minh Nam Vlog kiếm tiền online Thì đã 3 tuần rồi Minh Nam đã không thể ra được video cho các bạn Và cái video mới nhất mà Minh Nam chia sẻ cho các bạn về cái trang web đó là cái trang web này Đấy thì hiện tại nó vẫn hoạt động nhưng mà về cái cách thức hoạt động của nó và cái thể lệ để mà rút tiền Thì hôm trước mình rút thử không phải một đô thì nó đã về Đấy thì lúc đầu mấy nam bảo rằng là nó cho rút hai đô thì ban đầu như là nó thông báo là nó sẽ cho chúng ta rút hai đô đầu tiên nhưng mà về sau là khi chúng ta đã đạt đủ hai đô rồi nó lại không chúng ta rút hai đô nữa mà nó lại chia nhỏ ra thì chúng ta rút không phải một đô trước đấy không phải một đô trước xong bắt đầu là à, nó sẽ bắt chúng ta là rút 5 đô nhưng mà với cái điều kiện là rút được 5 đô thì các bạn phải mời được 5 người thì các bạn mới rút được Đấy, tức là làm cái nhiệm vụ để mà được 5 đô ấy thì các bạn phải kiếm được 5 người, 15 người đăng ký. Đấy. Thì thôi, còn web này thì không nhắc nữa nhé Mặc dù nó vẫn tham gia được khi nào nó sập thì bên Nam sẽ gỡ link. Còn nó chưa sập ấy thì mình vẫn sẽ để đường link cho các bạn. Đấy, bạn nào tò mò các bạn có thể vào tìm kiếm nhé Đấy. Còn video ngày hôm nay thì bên Nam muốn chia sẻ cho các bạn về một cái dự án một trang web có tên là Wallet Rex này. À, nếu như các bạn xem Minh Nam từ cái thời điểm như là 2017, 2018 thì các bạn biết rằng là Minh Nam nổi tiếng về cái việc là hướng dẫn các bạn kiếm đa nền tảng Nhưng mà chủ yếu là hướng dẫn các bạn kiếm rút Nga Được chưa? Để kiếm rút Nga Và những cái thể loại mà đào đô như thế này Được chưa ạ? Mình đã từng chia sẻ với các bạn là khoảng trên dưới chục con Và con nào cũng kiếm tiền rất là ngon Đấy Và cái con này thì sau một thời gian bẵng đi Được chưa? Nó lại ra một cái nền tảng đào đô như thế này Cực kỳ là ngon Rút về ví payer Được chưa ạ? Và đa nền tảng Đấy Đăng ký nó tặng các bạn là 30 đô Từ khoảng cứ cho là 700 000 tiền Việt đi Đấy 700 000 tiền Việt Và khi một người bạn mà đăng ký Được chưa ạ? Người ta đăng ký Thì các bạn sẽ nhận ngay được là 8 đô Và cái 8 đô này thì nó sẽ cộng vào cái phần là 30 đô này Tức là số tiền các bạn càng nhiều Thì các bạn nhận được cái phần số đào tốc độ đào đấy càng nhanh Được chưa ạ? Và khi nào đủ 5 đô là các bạn sẽ rút về tài khoản ngân hàng Đấy Đây này For uh, Forest of First 20 Referral Tức là khi các bạn mời được 20 người đăng ký Các bạn nhận ngay được là 50 đô Được chưa Đấy ngon lành cạnh đào nha <laughs> Và cái đường link đăng ký đây Mình sẽ để đường link này dưới phần mô tả bên dưới của video Và chưa kể mình có thể là tham gia vào các cái nhóm của nó này Cái nhóm telegram nhận ngay được 3 đô Đấy à, Referral đây tổng cộng bao nhiêu Tức là những cái trang web như này thì nó hoàn toàn rất là quen thuộc với mình làm rồi Bởi vì cái trước mình chơi quá nhiều Đấy thì có thể nó sập con này nó lại phách con khác và ngày trước mình Nam đã từng kiếm được là 2-30 đô một ngày từ cái việc đào đô này Đấy, chỉ đi, cứ đi tuyển rep thôi Tuyển càng nhiều rep thì càng được nhá Đấy, à, đăng ký thì xem nào đăng... Đấy, thì khi các bạn sẽ bấm vào đường link của Minh Nam Thì các bạn sẽ thấy được một cái giao diện như thế này, được chưa Thì các bạn sẽ click cho Minh Nam phần register gift cộng 30 đô này Được chưa Đấy, nó báo là gift for registration Tức là phần thưởng khi mà đăng ký Sẽ nhận được là 30 đô Đấy, và các bạn bấm vào đây sau đó các bạn sẽ click cho Minh Nam vào trong cái phần này Các bạn chọn là tên đăng nhập này, mật khẩu này, nhập lại mật khẩu một lần nữa này và bấm đi tờ thôi Chả phải xác thực cái gì cả nhá Thì do là Minh Nam có tài khoản rồi, bây giờ Minh Nam sẽ tiến hành là đăng nhập vào Đấy, xin in này Ok này Đấy Đăng ký thành công là các bạn sẽ có ngay 30 đô này Và cái số đô bắt đầu nó sẽ tăng dần, tăng dần ở đây Đó Và công việc các bạn có thể vào đây này để xem này, affiliate program Để các bạn có thể xem tổng quát về cái việc mời Đấy Peripheral Tức là mời một người mới đăng ký nhận được ngay là 8 đô Và mời được 20 người Tức là đã một người đã 8 đô nhé 8, 2, 16, 160 đô Khi mà đạt ngưỡng 20 người các bạn được thêm 50 đô tiền thưởng nữa Đấy là Tổng cộng các bạn có 210 đô 210 đô mà cộng với cả 30 đô cái tiền mà các bạn à, được tặng ấy Đấy Thì là bao nhiêu tiền ạ Cái số tốc độ đào nó rất là nhanh luôn Một ngày các bạn vài đô là chuyện bình thường nhá Đấy với cái việc các bạn sẽ mời cho mình là 20 người. Các bạn cứ giải link thôi, người ta đăng ký các bạn cứ cộng tiền thôi, được chưa ạ? Nó sẽ tự động cộng cho các bạn. Đấy. Và cái tỷ lệ chia sẻ này, 7% cấp 1 này, 3% cấp 2 và 1% cấp 3. Đó, à, cabinet này. Các bạn thể vào phần cabinet, đấy. À, cái top up này là cái để các bạn đầu tư vào đây, được chưa? Top up để các bạn đầu tư vào đây. Nó cho phép các bạn đầu tư qua các cái phí như là card uh, Russia, tức là cash cái đồng này của Nga đấy, để card USD này. Cái phần này thì chắc chắn là của nước chúng nó chúng mình chúng ta không quan tâm đúng không? Đấy, nhiều cái thằng nó chia sẻ trên Facebook nó bảo là cho rút về được tài khoản ngân hàng, sắp rút được tài khoản ngân hàng rồi các bạn nhé. Không có đâu. Đấy. Mà mục đích chính của chúng ta khi chúng ta tham gia có thể là đầu tư bằng Forex Money này, Payer này, Binance USD này, đấy, Bitcoin, Tron, Dogecoin vân vân, có rất nhiều cái đồng coin ở đây. Và chủ yếu chúng ta vào TRUSD đúng không? USDT này hay là Vex Money và Payer là hai cái ví mà quan trọng nhất chúng ta hay đầu tư với những cái dạng đào như thế này. Đấy. Còn Cabinet để mà khi mà rút tiền thì các bạn bấm phần transfer, được chưa? Transfer này. Các bạn thể rút về ví Payer. Đấy. Và cái wallet number. Wallet number ở đây thì các bạn sẽ điền địa chỉ ví Payer các bạn vào đây. Và cái phần là withdraw amount này sẽ là điền cái số tiền các bạn cần rút, được chưa? Và khi mà bạn được đạt ngưỡng rút ở đây rồi thì nó hiện số dư đô ở đây này. Đấy ví dụ các bạn 10 đô, 15 đô, 20, 20 đô Được chưa? Nó hiện thị ở đây Để cho các bạn căn cứ đấy để các bạn rút tiền Đó Còn hiện tại thì Minh Nam và các bạn đăng ký mới chắc chắn nó sẽ chưa có tiền đâu Và cái bằng chứng rút tiền thì Minh Nam sẽ sâu các bạn xem luôn này Đây các bạn thể đi trên màn hình nhá Wallet Drake này Đây là một bạn ở trong nhóm đã đăng ký thành công Và nhận thành công Đấy đây này Rút tiền này nó đã rút thành công 5 đô nhá Đấy, đã hoàn thành này Đấy 11 tháng 6 rồi này Ngày hôm nay đã rút và đã cộng tiền thành công. Cho nên các bạn cứ yên tâm mà các bạn đăng ký nhá. Không phải lo cái gì cả, được chưa ạ? Kiếm tiền miễn phí và rút miễn phí, không cần phải đầu tư một đồng một xu nào vào đây, được chưa các bạn nhá. Đó. Và chúng ta có thể vào bao company để chúng ta xem những cái thể lệ của nó. Đấy, thể lệ của nó này. Đấy xem là rút tiền bao nhiêu, được chưa? Nhưng mà min rút sẽ là 5 đô, đấy min rút sẽ là 5 đô. Và có thể vào bao wallet này để xem xem là cái tỷ lệ nó rút tiền đấy. 3% daily này. Đó. Reviewer. Đây, rất nhiều những thằng nó chia sẻ nó đã rút tiền thành công đấy các bạn này. Đây là những cái bằng chứng mà Ở chúng nó khi mà chúng ta nó tham gia ấy, và nó đã rút tiền thành công. Đây, một đô này. À. một đô rút được nhá, để xem nào. 4 giờ trước à ok nhá. Đấy, nhiều thằng nó chia sẻ vào 5 đô. Đây, cái số tiền đây này, này. Kiếm này 11.3 này, Đấy, rút tiền này 11.35 đô này. Mùng 8 tháng à 6 nó rút 10 đô này các bạn này. Đấy, rút tiền liên tội luôn đúng không? Đấy. Đây này, 578 giúp rồi nó rút về giúp luôn này. Đấy, 771 này. Tức là cái trang web này trả tiền rất là ok, được chưa ạ? Đấy các bạn thấy này. Nó cộng này, nó cộng này. Đấy tiền các bạn càng nhiều. Đây là cái tiền sinh lời từ cái việc các bạn mời bạn bè nhá. Đấy. À, thằng này nó đăng ký nó mời được 8 mời được một người nó được 8 đô thì sau một ngày được là 1.05 đô và nó lại cộng được 8 đô nữa nó đã rút tổng là 1.25 đô về được chưa? Cái cộng này là cái số tiền mà sinh lãi từ cái việc các bạn tham gia. Còn cái phần trừ này chính là cái phần trừ để chúng ta rút tiền ra được chưa? Đấy. Cho nên là một điều khẳng định là trang web này là rất là ok trong thời điểm hiện tại rút tiền thành công. Đấy. Thì công việc các bạn rất đơn giản thôi. Đăng ký với đứa đường link của Minh Nam. À, nhập tên nhập mật khẩu nhập lại mật khẩu, sau đó là vào nhận được 30 đô thành công. Sau đó các bạn cứ lấy đường link chia sẻ các bạn, các bạn đi à, à, tuyển rep thôi. Đây, xuống đây ngay đây là có đường link rồi nhá redm.recoin.store được chưa ạ và các bạn copy link này các bạn thể run vào cái nhóm telegram nó được nhận ngay là ba đô được chưa ạ đây để mình làm lười thì mình làm sẽ để sau đi đấy ngày hôm qua mình đăng ký thì mình đào đây đã đã được 0,005 đô này đấy bây giờ mình mời khoảng chục người tất nhiên là cái số tiền nó sẽ tăng rất là nhiều đó được chưa rồi nó có có thể là how to earn more này kiếm tiền như thế nào này đấy tức là cái ngưỡng các bạn có trong tài khoản nhé là từ 0 đến 20 đô thì sẽ là được 3 phần trăm nhưng cái mốc của chúng ta giờ nó tặng chúng ta là 30 đô ấy thì chúng ta sẽ được là 3.1 được chưa đấy thằng nào 10 được càng nhiều rep thì càng là nhiều đây ví dụ là 200 đô đến 500 đô thì được 7.1 một ngày đấy được chưa rất là ngon lành luôn rút tiền thoải mái luôn đấy 10 càng nhiều rep thì các bạn càng được thưởng nhiều đó ok Tức là chúng ta chỉ cần là tăng cái số tiền ở trong cái phần này ví dụ 30 đô này mà cộng thêm được 11 người được là 38 đô này. Đấy, 10 được 20 người. À, 20 người thì là 3 2 là 6 160 đô cộng với cả 50 đô tiền thưởng khi các bạn đạt ngưỡng là 10 được 20 người. Đấy thì sẽ là 210 đô cộng cả này là 240 đô. Được chưa? Đấy 240 đô nữa, cực kỳ là ngon. Đấy và các bạn cứ mời như vậy và 240 đô là được cái ừ, mốc nào rồi? 240 đô chúng ta đã được cộng ở trong cái phần đó là à How to get bonus Sorry các bạn nhé Đấy 200 đô này 210 đô các bạn ở mốc này các bạn kiếm được 7.1 của cái 210 đô đó một ngày đấy là được bao nhiêu đô được một hai đô ở đó đúng không đó rồi thì uh, đường link mình xa, Nam sẽ để dưới phần mô tả bên dưới của video cho các bạn cùng tham gia và nếu video của mình hay hãy cho mình xin một like và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Minam Nam Vlog kiếm tiền like để cập nhật những video mới nhất các bạn nhé cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo